Xin chào quý vị và các bạn. Các tỉnh miền Bắc đang ở trong những tháng chính đông với tiết trời khô ráo, rét về đêm và sáng nhưng lại có nắng trong ngày nên khá thuận lợi cho giao thông và các hoạt động ngoài trời của người dân. Đi cùng là độ ẩm giảm thấp phổ biến dưới 50% vào trưa chiều nên nguy cơ cháy nổ ở mức cao. Người dân chú ý có các biện pháp phòng chống hỏa hoạn tại các hộ gia đình như thường xuyên kiểm tra các thiết bị sử dụng điện, không câu nối răng mắc chằng chịt dây điện trong nhà, không tăng phụ tải bừa bãi. Đặc biệt phải lắp thiết bị tự động ngắt cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị có công suất lớn. Theo dự báo, trạng thái khô hanh còn kéo dài tại các tỉnh thành miền Bắc. Còn về nhiệt độ, duy trì ổn định rét sâu về đêm và sáng và nắng hanh vào trưa chiều khi nhiệt độ cao nhất ở mức 20-23 độ, có nơi cao hơn ở khu vực Tây Bắc Bộ. Khu vực Trung Bộ thời tiết ổn định dần, mưa chỉ còn rải rác về đêm và sáng ở Trung Trung Bộ với lượng nhỏ, còn trưa chiều có nắng, nhiệt độ tăng dần từ Bắc vào Nam đến các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có thể đạt mức 28-30 độ vào trưa chiều. Các tỉnh còn lại thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết ổn định, hầu khắp khu vực phổ biến không mưa. Về đêm và sáng sớm trời rét tại vùng cao nguyên và mát mẻ tại các tỉnh thành thuộc Nam Bộ. Riêng miền Đông Nam Bộ tiết trời se lạnh trong thời điểm sáng sớm. Ban ngày có nắng nhẹ, nhiệt độ trưa chiều tại khu vực Tây Nguyên ở khoảng 25-28 độ. Trong khi đó khu vực Nam Bộ sẽ dao động ở mức nhiệt cao nhất từ 30-33 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có lúc mạnh cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển phía tây khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển phía tây quần đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Đến đây bản tin thời tiết tổng hợp ngày 23 tháng 12 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.